Xin chào tất cả các bạn, mình là Rita từ Du học Inspired Education. Hiện nay thì Malaysia không chỉ là điểm đến du học hàng đầu Đông Nam Á mà còn nổi tiếng trong khu vực châu Á bởi vì chương trình giáo dục được kiểm định chất lượng chặt chẽ, có chi phí hợp lý và cơ hội tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Các bạn tìm hiểu Malaysia ngày càng nhiều và các bạn cũng đặt cho mình câu hỏi là vậy thì điều kiện cơ bản để đi du học Malaysia là gì? Và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn rõ hơn qua video này để các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho hồ sơ du học của mình nhé. Đầu tiên là các bạn phải hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Khác với một số quốc gia khác là bạn có thể học dự bị từ khi các bạn học cấp 2, hoàn thành lớp 10 hoặc là lớp 11. Riêng đối với Malaysia thì để học chương trình dự bị cao đẳng hoặc là đại học thì bạn phải hoàn thành chương trình lớp 12 và phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều thứ hai đó là bạn phải đảm bảo sức khỏe khi các bạn học tập tại Malaysia. Bạn không bị những cái căn bệnh như là lao phổi, viêm gan siêu vi B, những bệnh về truyền nhiễm qua đường máu. Trước đây thì các bạn phải khám sức khỏe tại Việt Nam và Malaysia nếu muốn đi du học. Hiện tại từ ngày 1 tháng 6 năm 2019 thì Bộ Giáo dục Malaysia họ đã thay đổi, đã cắt giảm bớt cái khâu khám sức khỏe tại Việt Nam. Thì mình chỉ còn khám sức khỏe tại Malaysia thôi. Tuy nhiên thì nếu như mà sang Malaysia mà khám sức khỏe lại mà các bạn vẫn bị những cái bệnh mà mình đã kể trên thì các bạn sẽ không thể tiếp tục học tại Malaysia nữa mà các bạn phải quay về nước. Vì vậy mình khuyên chân thành các bạn là trước khi làm hồ sơ du học Malaysia thì các bạn nên làm một số xét nghiệm máu hoặc là nước tiểu để mình có thể là yên tâm học tập nhé. Điều kiện thứ ba là bạn phải đảm bảo được là bạn có tài chính trong suốt quá trình học. Mặc dù là học phí và sinh hoạt phí của Malaysia không quá cao, tổng chương học phí và sinh hoạt phí suốt quá trình học thì sẽ dao động từ 650 triệu cho đến là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên thì bạn vẫn phải có sự chuẩn bị trước. Ở Malaysia họ sẽ cho phép bạn làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà cái số tiền này thật ra cũng không có quá nhiều, nó không thể là đảm bảo cho bạn được cái chi trả được học phí hoặc là sinh hoạt phí. Vì mỗi giờ mình làm nó chỉ tầm khoảng là 5 đến 6 ringgit thì tương đương khoảng 30.000 tiền Việt Nam. Cho nên là các bạn vẫn phải chuẩn bị tài chính trước. Và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ đó với các bạn là các bạn cần phải chuẩn bị IELTS trước khi các bạn du học Malaysia. Thì trước đây nếu như mà các bạn không có IELTS hoặc không biết nhiều về tiếng Anh thì các bạn có thể là qua Malaysia các bạn học tiếng Anh trước, sau đó thì các bạn sẽ vào cái chương trình chính. Tuy nhiên thì luật Malaysia đã thay đổi rồi, các bạn cần phải có IELTS tối thiểu. Cụ thể là đối với chương trình dự bị hoặc là cao đẳng thì IELTS sẽ tối thiểu là 4.0. Đối với chương trình đại học thì sẽ tối thiểu là IELTS 5.0. Và đối với chương trình thạc sĩ thì IELTS là 6.0. Nếu như các bạn chưa có IELTS thì các bạn vẫn được phép qua Malaysia học tối đa là 12 tháng. Sau 12 tháng thì bạn sẽ thi IELTS để bắt đầu vào cái chương trình học chính. Nếu như mà sau 12 tháng này bạn vẫn không cải thiện được tiếng Anh và bạn không đảm bảo được điều kiện đầu vào thì bạn sẽ không thể tiếp tục học tại Malaysia nữa mà bạn phải quay về Việt Nam. Cho nên là các bạn nên học IELTS trước hoặc là mình phải có một cái nền tảng tiếng Anh nhất định trước khi mình đi du học để sang Malaysia thì mình dễ hòa nhập với môi trường và mình học nó cũng sẽ nhanh hơn. Đặc biệt là khi các bạn làm hồ sơ du học tại Inspiral thì bên mình sẽ đảm bảo là dạy cho bạn ít nhất 2 buổi mỗi tuần cái phần tiếng Anh giao tiếp hoặc là những cái cấu trúc ngữ pháp mà bạn thường gặp để khi mà qua bên Malaysia bạn sẽ dễ dàng thích nghi với cái môi trường học tập mới hơn. Trên đây là mình chia sẻ với các bạn những cái điều kiện cơ bản khi du học Malaysia. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích đối với những bạn đang chọn Malaysia là điểm đến để thực hiện ước mơ du học của mình. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về du học Malaysia thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với Du học Inspiral Education hoặc là để lại câu hỏi bên dưới thì bên mình sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video này và đừng quên ấn vào nút đăng ký để xem nhiều video hữu ích hơn từ Du học Inspiral Education. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.